vô trong thành phố để mình mua đồ ăn ăn này. Ở đâu? Nô biết chỗ không? Bây giờ cả nhà dân ghé cho mấy đứa nhỏ vô cái bắc loggia này mọi người, cho mấy đứa nhỏ nó chơi. Tại vì ở đây nó có cái mấy cái đài phun nước này kia rồi. Có mấy cái đồ chơi của con nít đó. Rồi đi con, đi lại đó đi, mau mang lại nè. Cởi áo đi. Thì cởi áo ra thôi. Mấy đứa ơi, để cái fontinet đây nè. Rồi mấy anh chơi đằng đó kìa, ở đây nó có cái giò xương nước kìa nè mọi người. Cái tụi nhỏ nhà dân nó bơi, nó chỉ đang chơi đằng đó nè. Đó đi lại mấy anh chơi đi con, đi đi. Mấy chị đó. Bơi đi, bơi đi. Ô ô đừng đập, đừng đập nước này dơ. Chơi đây nè, đây nè, đây nè con, đây nè, đây nè. Đây nè. Mà chết kìa nè, mà chết ơi. Mà chết ơi, mà chết ơi. Mà chết ơi. Dắt em đi nè, dắt em đi với. Ôi là, ôi là, ôi là. Mà chết ơi, mà chết ơi. Mà chết ơi, mà chết ơi, dắt tùm lum mà chết ơi. Mà chết ơi. Dân người ta, má chết ơi, dân mẹ nè. Má chết. Thôi đừng xây nữa má cô, stop, stop. Má tiêu, ngưng. Đó, mấy cậu kìa. Đó, mấy cậu. Má tiêu. Ủa, hồi nãy thấy cái con ếch này nó bơi nước ra mà. Đâu rồi? Ồ, tụi nó dặn sao rồi, nước chảy quá trời. Dạ. Ờ, đó, đó, nó chảy ra kìa. Đi má chết ra, lại đây, lại đây. Mọi người thấy công viên này hồi đó Dân có quay cho mọi người xem rồi đó, công viên giải trí ở video băng nè, mà hồi đó không có hồi đó lúc đó là nó mới xây, nó chưa có cho chơi cái nước này, bây giờ nó cho chơi rồi mọi người. Cái kia là cái hồ để người ta thuê chơi thôi con. Em ơi chạy hả, sợ nước hả? Mà chết rồi, anh hai, anh Tư, anh Tư kìa, anh Tư. Anh ba với anh hai đang chơi gì vậy? Phải không mà chết, thích không? Thích không? Ủa giờ không chơi fontinet nữa hả? Không chơi nữa hả? Mà chết đừng có bịch nó tắt á. Mà chết. Mà chết để cho nó chảy. Mà chết ơi. Rồi hết nước rồi. Hết rồi. Má chết con đừng có bịch cái đó lại nó tắt cái nước á. Hiểu không? Đó, đó. Đó. Thấy chưa? Đó, anh Tư xây cái nước rồi, anh Tư xây vòng vòng. Má Tư ơi. Khùng quá mày. Đó, em ơi lại chơi đi con. Đi. Mày nè, đó, tạt nước nó con, tạt nước nó. Cái gì vậy? Sao em nhắc?
này đó thì nó con phải nước uống nào mà chưa đừng uống nha. Quay đừng uống nha, con đừng uống đó. Trời ơi nó sạch quá trời luôn. Rồi luôn. Chạy 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 chạy. Búng tay mẹ cá đi, chơi một mình đi. Em chơi một mình nha. Rồi đó. Đó, em chơi một mình xem nào. Buông buông ra nè. Buông tay mẹ cá nè. Đó, đúng rồi. Chạy 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 chạy. Mà chị đã. Ủa, nó tắt nước rồi. Tắt nước chút xíu. Tắt nước chút xíu. Từ từ á, đứng ngay đó coi nó bơm lại nè. Rồi mày chết, mày đừng ngớ tung không phải rồi. Nó bơm. Thôi đừng. Nó bơm lên là hết hồn rồi á. Chạy 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 chạy. Nó mà tô đừng có bạch, mà tô đừng có bạch lại. Bạch văn tùm lum. Từ từ, ở bên kia trước rồi mới bên đây. Hỏi đi mà tô nó. Xây nó ngược lại, xây vô trong đây. Chị ra lại đó chơi với mấy anh đi. Thôi chơi đi. Thôi mà đừng giả bộ đi. Ơ nó cuốn người ta đừng. Đó, em ra ngoài chơi đi. Đây mau mang đây nè, mau mang đi con này, đi. Ale. Ale Machida. Đi. Mấy đứa đừng có bạch, để cho em nó chơi cái giò này đi, cái giò này nhỏ nè, để cho nó chơi. Thôi mày chết rồi, thôi nha. Thôi mày chết rồi, thôi. Ủa mà tô đâu rồi? Đi lại con ốc sên này với mai, đi lại con ếch con ốc sên này, đi với mẹ, đi với mẹ. Con ếch này nó phun nước ra này quá trời luôn. Đó, anh hai ngồi lên cái con ốc sên kìa. Đó, cái con ốc sên phun nước này quá trời phun luôn kìa. Trời ơi, nó phun. Mày chết đứng xây để em chơi, mày chết.
rồi, chơi con ếch này mê rồi, mê con ếch này rồi. Còn mấy anh thì phá cái con đó là cứ ngồi lên trên cái con ốc sên này. Kìa ba ba lại kìa, có đói bụng không, ăn đi con. Ba ba mua pizza kìa. Ba ba kìa, Machida. Ba ba kìa. Machida, đi ra. Đi, đi, đi. Đi. Thôi đi lại ăn cái đi rồi chơi tiếp nè. Ăn cái đi rồi chơi tiếp đừng xây nữa. Đi em ơi, mà chết. Rồi cả nhà của mình quyết định không có vô tiệm ăn mà mua pizza. Mua pizza ra ngoài cái công viên cho tụi nó ngồi chơi rồi ăn vậy nè mọi người. Đó, tụi nó chơi nước mới xong rồi giờ ba ba nó mua pizza vô đây ngồi ăn. Ăn xong rồi cho chơi chút xíu nữa rồi đi chiều đi về. Thôi rồi. Coi nè. Đây là cái công viên ở Phi Đô Băng đó mọi người, nó làm cái đồ nước thì cho con nít chơi nè, đảo quá trời luôn. Nước mạnh quá trời luôn. Sướng rồi mà chết. Thôi đi về nha con. Đi về nha. Giờ mà dễ gì kêu được tụi nó đi về mọi người. Trời ơi, nước nó văng ra hết rồi đã. Em ơi, hồi đó Machida đi này là Machida mới có mấy tháng tuổi thôi, giờ 2 tuổi rồi. Em ơi, lấy đi con, lấy đi. Trời ơi, dữ vậy, tắt mạnh nha nè. Đi đi qua đây chơi xích đu với mẹ đi. Đi qua chơi xích đu với mẹ là yeah. Phủi tay, phủi tay, phủi tay. Rồi trúng tủ rồi. Nè đây. Đồ hết hồn nhé. Mà thôi con lớn rồi nghe. Để cho em nó chơi nha. Machida, Machida, chỗ xuống đây con. Đó, tự chuồng của mình luôn. À, đi qua đây, đi qua đây. Đây, 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 mình còn cái ô tủ bên này nè. Đi, đi, đi. Chán, 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 chán. Qua lên, qua lên, Machida. Cầu tủ này, cầu tủ này. Đút xuống măng nha, Machida. Đút xuống măng, ngồi xuống từ từ thôi con. Đúng rồi. Rồi, tổ xuống. Ups, là. Quý. Thôi à, đi qua chơi xích đu với anh bà không đi. Rồi, cố gắng rồi hả? Rồi, rồi. Thử treo một mình nó hơi dĩnh vô nha. Ê, té, té, té. Rồi, 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 thôi con chơi bên thấp đi, con chơi bên thấp đi. Con lại chơi cái cầu thủ thấp đi. Rồi, ở đây có xích đu nữa, anh ba tụi nó đang chơi xích đu kìa. Chán chơi nước rồi. Dục, dục cái đá xuống, dục cái đá xuống, phủi tay đi. Rồi.
khoái chơi lắm. Chơi nhanh mà. Nhẹ nhẹ thôi, chừng đập cái đầu em vô trong đó giờ. Nhúng nhẹ nhẹ thôi. Nhúng với em đi, nhúng với em đi. Mà con nhúng em nhẹ nhẹ thôi. Muốn gì ơ. Ây da, trời 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 trời. Hết hồn. Ây da, đau đứt ra. Ở nhà đi hái bơm xong rồi giờ ghé công viên cho mấy hả, má tôi nó quậy. Nó quậy hả? Má tôi nó bụng mày quậy đó. Về ăn nè con, má tôi đừng dậy nha, má tôi à hung dữ nha. Thôi nha, má mong nói thôi nha. Mong quay phim này nha. Quay phim. Thôi sao con. Ừ. Rồi bây giờ cho mấy cậu ghé công viên chơi rồi bây giờ thì đi về. Ừ. Đi về nha. Bye bye mọi người. Hẹn gặp mọi người ở những video tiếp theo nha.